xây dựng hình ảnh người cán bộ chiến sĩ công an Thanh Hóa bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, đẹp trong lòng dân. Kính chào quý vị và các đồng chí. Mở đầu chuyên mục An ninh Thanh Hóa hôm nay, mời quý vị và các đồng chí theo dõi phần điểm tin hoạt động của các đơn vị công an trong tỉnh tuần qua. Tiếp đó là phóng sự hiệu quả việc phân cấp đăng ký quản lý mô tô xe máy cho công an cấp huyện. Sau đây, mời quý vị và các đồng chí theo dõi nội dung chương trình. Thưa quý vị và các đồng chí, trong tuần qua, cán bộ và nhân dân tỉnh Thanh Hóa hết sức phấn khởi tự hào trước sự kiện kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa. Xác định công tác an ninh trật tự là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần vào thành công chung của các hoạt động kỷ niệm. Công an Thanh Hóa đã triển khai đồng bộ có hiệu quả nhiều phương án đảm bảo an ninh trật tự tại các sự kiện hoạt động diễn ra trước, trong và sau lễ kỷ niệm. Riêng trong đêm diễn ra lễ kỷ niệm, công an tỉnh đã huy động gần 500 cán bộ chiến sĩ thuộc các phòng nghiệp vụ và công an thành phố Thanh Hóa thành lập 35 tổ chốt tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng. Mặc dù thời tiết không thuận lợi, nhưng ngay từ rất sớm, lực lượng công an đã có mặt tại các tổ chốt đã được phân công để triển khai các phương án kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, hướng dẫn phân luồng, phân tuyến, điều tiết giao thông, đồng thời huy động lực lượng tăng cường tuần tra vũ trang, chủ động phòng ngừa đấu tranh trấn áp tội phạm. Nhờ đó, trước trong và sau lễ kỷ niệm, tình hình an ninh trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trên địa bàn tỉnh được giữ vững ổn định, không để xảy ra các vụ việc phức tạp nổi cộng về an ninh trật tự. Trong tuần qua, các đơn vị công an trong tỉnh đã có nhiều việc làm tốt vì nhân dân phục vụ, phản ánh của phóng viên chuyên mục An ninh Thanh Hóa. Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh và Công an huyện Thọ Xuân đã phối hợp với Ban Chỉ huy Trung đoàn 923 tổ chức làm thẻ căn cước công dân lưu động cho hơn 400 cán bộ chiến sĩ của trung đoàn. Với tinh thần trách nhiệm, sự hướng dẫn tận tình chu đáo từ khâu tiếp nhận hồ sơ đến việc chỉ dẫn kê khai thông tin cá nhân, chỉ trong vòng một ngày, hơn 400 cán bộ chiến sĩ của Trung đoàn 923 đã được hướng dẫn và làm xong các thủ tục cấp thẻ căn cước công dân một cách nhanh chóng, thuận tiện. Công an huyện Nga Sơn vừa tổ chức trao trả lại số tiền 120 triệu đồng bị mất cho chị Lương Thị Hoa ở xã Nga Phú. Trước đó, bà Trần Thị Hiển ở xã Nga Thiện, trong khi đứng chờ xe buýt, đã phát hiện và nhận được số tiền trên. Sau khi gọi điện cho con trai là Trung úy Nguyễn Huy Hoàng, hiện đang công tác tại Công an huyện Nga Sơn, bà Hiển đã mang số tiền trên đến Công an huyện để trả lại tài sản cho người bị mất. Sau khi tiến hành xác minh rõ nguồn gốc số tiền trên, Công an huyện Nga Sơn và hai mẹ con Trung úy Nguyễn Huy Hoàng đã làm thủ tục trả lại số tiền 120 triệu đồng cho chị Lương Thị Hoa. Ủy ban Nhân dân xã Quảng Phú, huyện Thọ Xuân vừa tổ chức lễ ra mắt mô hình xứ đạo bình yên, gia đình văn hóa. Đây là mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải về an ninh trật tự, được thành lập nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của các chức sắc, chức việc và giáo dân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng xứ đạo bình yên. Tại buổi lễ ra mắt, đại diện hai giáo xứ Phúc Địa và Phương Long đã thông qua quy ước hoạt động và 8 tiêu chí đạt tiêu chuẩn xứ đạo, họ đạo bình yên, gia đình văn hóa, phấn đấu xây dựng các giáo xứ, giáo họ kiểu mẫu, góp phần giữ vững sự ổn định về an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tiếp theo là phần điểm tin tấn công trấn áp tội phạm của các đơn vị công an trong tỉnh. Trong tuần qua, Công an huyện Hoàng Hóa đã điều tra làm rõ và bắt giữ 4 đối tượng chuyên trộm cắp xe máy gồm Lê Công Thanh ở xã Hoàng Thanh, Trương Văn Trọng ở xã Hoàng Phụ, Lê Doãn Đại ở xã Hoàng Thái và Vũ Văn Linh ở xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc. Chỉ tính từ đầu tháng 4 năm 2019 đến khi bị bắt, các đối tượng này đã gây ra hàng chục vụ trộm cắp xe máy tại các xã ven biển huyện Hoàng Hóa. Công an huyện Nga Sơn vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Lê Văn Trung ở xã Nga Giáp về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Khám xét nơi ở của đối tượng, lực lượng công an đã thu giữ 7,58 gram ma túy các loại. Công an huyện Thọ Xuân vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Hữu Tiến ở xã Xuân Hưng về hành vi trộm cắp tài sản. Đây là đối tượng đã đột nhập vào nhà một người dân trên địa bàn thị trấn Sao Vàng, trộm cắp một chiếc điện thoại di động và nhiều đồ trang sức khác với tổng trị giá 15 triệu đồng. Trước đó, Công an huyện Thọ Xuân đã điều tra làm rõ và bắt giữ đối tượng Lê Đình Cường ở xã Bắc Lương, huyện Thọ Xuân là thủ phạm đã đột nhập vào trang trại gà của một người dân ở xã Xuân Thành, bắt trộm khoảng 1.400 con gà. Tại cơ quan công an, bước đầu Lê Đình Cường khai nhận từ ngày 19 đến 29 tháng 4, đối tượng đã 11 lần đột nhập vào trang trại gà trộm cắp hơn 200 con gà đem bán lấy tiền mua ma túy sử dụng. Hiện các vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng.
Thưa quý vị và các đồng chí, với mục tiêu phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu chính đáng của nhân dân, thời gian qua, Công an tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo và hiệu quả trong việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính. Trong đó, việc phân cấp đăng ký quản lý phương tiện mô tô xe máy cho công an cấp huyện đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi và giảm bớt chi phí thời gian đi lại cho người dân, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Với đặc điểm là một huyện miền núi, phương tiện giao thông cơ giới đường bộ chủ yếu của người dân là mô tô xe máy. Thạch Thành là một trong những đơn vị công an cấp huyện đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa được phân cấp đăng ký quản lý phương tiện từ năm 2008. Với việc phân cấp này, người dân thay vì phải đi gần 50 km từ trung tâm huyện đến phòng cảnh sát giao thông để làm thủ tục cấp đăng ký phương tiện, thì nay chỉ đến công an huyện để được hướng dẫn. Sau hơn 10 năm triển khai đến nay, công an huyện Thạch Thành đã cấp đăng ký mới và sang tên cho hơn 50.000 phương tiện, đảm bảo đúng quy định, tạo được niềm tin và sự hài lòng của người dân. Từ khi được phân cấp công tác đăng ký đối với mô tô xe máy trên địa bàn huyện thì công an huyện Thạch Thành đã triển khai một cách rất là nghiêm túc, luôn luôn là tăng cường cái công tác cải cách hành chính, cải tiến lề lối làm việc để phục vụ cái nhu cầu chính đáng nhân dân một cách tốt nhất, từ cái khâu bố trí cán bộ đến cái nơi làm việc và nơi tiếp dân, để thứ nhất là nó đảm bảo thời gian quy định, thứ hai là thời gian sớm nhất để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân. Để việc phân cấp đăng ký quản lý phương tiện đạt hiệu quả cao nhất, các đơn vị công an cấp huyện được phân cấp đã đẩy mạnh cải cách hành chính, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác đăng ký quản lý phương tiện, bố trí cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ có năng lực, trình độ chuyên sâu, nắm bắt và hiểu biết các quy định về đăng ký quản lý phương tiện để tiếp nhận, hướng dẫn thủ tục hành chính cho nhân dân. Vì vậy, công tác đăng ký quản lý phương tiện luôn thực hiện đúng quy trình quy định. Bên cạnh đó, các nội dung quy định về đăng ký phương tiện đều được niêm yết công khai, giúp cho người dân chủ động hơn trong việc kiểm tra, hoàn tất hồ sơ thủ tục đăng ký phương tiện ngay từ ban đầu. Với cách làm đó, đến nay, Công an tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện phân cấp đăng ký quản lý phương tiện cho 18 trên tổng số 27 đơn vị công an cấp huyện. Từ đầu năm 2014 đến nay, thì Công an huyện Cẩm Thủy được phân cấp quản lý đăng ký mô tô xe máy. Trong thời gian thực hiện cái công tác này thì chúng tôi có thể khẳng định là thực sự có hiệu quả. Nó đã mang lại cái lợi ích chính đáng cho người dân, không gây cái phiền hà trách nhiệm cho nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân và cũng chống cái hiện tượng tiêu cực trong lực lượng làm công tác quản lý đăng ký. Ngoài cái việc thuận lợi cho nhân dân thì cơ quan quản lý, các cái cơ quan chức năng, đặc biệt như công an huyện đây, thì chúng tôi có thể là kiểm soát được cái số lượng phương tiện, từ đó có thể có những cái định hướng trong cái việc là quản lý cũng như là phân luồng, phân tuyến, rồi phục vụ các cái công tác nghiệp vụ khác. Hiện nay, cùng với sự phát triển kinh tế xã hội, nhu cầu đăng ký sử dụng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ của người dân ngày càng gia tăng. Do đó, việc phân cấp cho công an cấp huyện thực hiện đăng ký quản lý phương tiện giao thông đường bộ đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân khi đi đăng ký xe, đồng thời cũng góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đăng ký quản lý phương tiện. Mặt khác, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác đăng ký quản lý phương tiện với hình thức bấm chọn số ngẫu nhiên, công khai trên máy tính, chủ xe được cấp ngay biển số và giới hạn thời gian đi lấy đăng ký xe. Cách làm này vừa đảm bảo tính chính xác, khoa học, khách quan, vừa nhanh chóng thuận tiện, giảm tiêu cực phiền hà cho nhân dân, xóa bỏ cơ chế xin cho biển số đẹp, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Trước đây thì nếu mà muốn làm thủ tục đăng ký, cấp lại đăng ký hoặc là sang tên chuyển quyền đăng ký mới thì phải về dưới phòng cảnh sát giao thông tỉnh Thanh Hóa, cách đây gần 100 cây số, thì cái việc đi lại mất rất nhiều thời gian. Được phân quyền về huyện đây thì tôi thấy là rất là thuận lợi cho bà con. Tôi thấy là nếu mà đăng ký ở tuyến huyện thì rất là thuận lợi ạ, mà tiết kiệm được cái thời gian với tiết kiệm được đường đi, mà hồ sơ thì giải quyết nhanh, chỉ có trong ngày này tôi lấy được biển thôi. Cải cách hành chính phục vụ nhân dân là một trong những mục tiêu quan trọng góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân. Những kết quả đạt được của Công an Thanh Hóa trong việc phân cấp đăng ký quản lý phương tiện giao thông đường bộ tuy mới chỉ là bước đầu, song đã tạo điều kiện hết sức thuận lợi cho nhân dân, cần tiếp tục được triển khai, nhân rộng. Chuyên mục An ninh Thanh Hóa hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau.